Lai xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào. Hiện tại thì bốn chị em tụi con đang có mặt ở chợ Châu Thành để mà mua cá đồng phóng sanh thả cá thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là cô Julia. Nhân cái ngày đó là lễ Phật đản thì cô muốn mua cá đồng phóng sanh và thả cá để mà cầu bình an nha. Cầu dẫn dần được thái bình. Bây giờ thì xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng bốn chị em tụi con nhờ vợ đi mua cá nha. Dạ. Bên đây cô còn rất một con rồi. Có một con một luôn hả cô? Cá này nè cô bán giá sao vậy cô? 140 ngàn. Dạ. Nay giá cũng cao cô ha. Không có cao. Tại vì là bữa nay mua vô thôi, để 135 mua 135 rồi. Lấy lại 135. Thôi con lấy cho cô 140 đi, cô cho cô có lời 5 ngàn nha. Dạ. Có con một hả cô? Con một mà. Chị lấy cái nhảy á chị ơi. 140 ngàn. Nè bên đây bỏ con một à. Năm trăm rưỡi gam yếu. Hơi yếu là chừng nữa thêm. Để thêm cái bọc nó không ra được. 77 ngàn. 77 ngàn đó cô. Trả 75. Vậy nó yếu chó như con nha cô. Mạnh ghê luôn. Dạ. Cá lóc đồng mạnh. Bên đây có ốc nè chị. Ốc gạo hả chị? Ốc gạo với ốc đá. Hến thì sao? Hến 20, cái này 20. Vậy là đồng giá hả? Vậy căng cho em cái này với hến đi. Ốc này là ốc gì vậy chị? Ốc đá. Con này to quá. Cái này đồng giá hả chị? Đồng giá chị. Dạ rồi. Ốc đi, ốc đi. Ốc nuôi chứ người. Ốc nuôi chị. Không phải cần thêm. Ốc đá dễ hiếm. Cũng còn. Ốc đá là 75. 46. 46 ngàn. 46 ngàn. Chị. Cái này là cá con hả chị? Dạ đúng rồi. Giá 40, cái thao này của chị khoảng bao nhiêu ký vậy? Dạ tầm 30 ký. 30 ký hả cơm? Bao nhiêu một ký hả? Dạ 40 ngàn hả chị. Cái này là nhỏ rồi đó hả chị? Dạ em lựa nhỏ nhất luôn rồi đó. Còn cá bự bên đây giá sao? Cá bự bên đó thì em tính cho 45 ngàn thôi. Cá mạnh á. Thì chị căng cái này cho em đi chị. Dạ, dạ con thả cá nhỏ. Căng cái sọt giùm em. Đây rồi. Cái mặt đó ai? Cho nó ngay. Dạ rồi. Ký. Bên đây là 21. Rồi 21. Có cái gỗ ấp lại không chị, để nó nhảy. Cá nhỏ mà mạnh ghê. Nhảy sôi sôi. Từ từ đi, từ từ đi. Chị có 55 ngàn thôi. Đừng mở lên nặng. Không, ra cái sọt đó. Nè coi giùm chị ăn ăn. Sáu rưỡi.
em nha. 7 là trừ chưa? Chưa chị. Chưa trừ. 900 triệu 900. 900 hả? Tại vì Mạnh Thường Quân thích cái nhỏ hơn á chị. 1.208.000. Em 1.200.000 thôi. 2 thôi. Dạ. Dạ, chơi tiếp 9 thôi. Dạ. Dạ, đi lấy xe, dạ. Nổi xe, lấy lên xe để chở em chứ. Dạ. Cảm ơn em đã chở. Dạ. À, ông Chính để lên trên đó cho anh chở xuống dưới giùm con ha. Ở đâu cậu? Dạ xe quá xe rồi. Có cần phải nịch lại không anh? Rồi. Mấy con bán không được á. Cái này cái lông đồng rồi mua tiếp nó đi. Có mấy con mà bán không được con nợ cho nó nhảy tạt tạt chuyện hoài đó. Như đây nữa là xong á hả cô? Cá quá trời nhảy à. Ờ, cá mạnh quá chừng luôn nè. Ừ, cá này nó mạnh dữ lắm. Cô bắt cho con đi cô. Nó nhảy mà tơ. Bắt hồi nãy tôi muốn xin cái mỏ luôn rồi. Cái mỏ hay nó nhảy là sơ câu con bắt không đó. Còn ừ. Không cho bắt á. Sợ quá. Cô nói nào con mắt là con. Nó ở trên này thì đỡ, mà ở trong cái thao á. Ở trong cái thao mà cứ học tay vô con bắt á. Nhảy quá nhảy rồi. Mấy cá bóng nó còn sống không cô? Còn có còn mấy cá bóng đèn còn sống đấy. Con trắng nó chết, con trắng nó dở lắm. Con đèn nó sống dài lắm. Dạ. Còn có con bắt quả không được. Chị Ngân ơi.
Bé đẹp, con gái giùm em đi. Cần nha. Cá chê to quá à. Anh ơi, đem cái con qua đây giùm em. Rồi, để cái thật lên. Cái thật 800 gram. Nó lọt cái dấu ở đường nha. Trời ơi. Rồi quá lọt luôn rồi. Vậy còn sao chàng? Sao nó gớt dữ nhiều vậy? Rồi. Con chị hay xanh này hả con? Chưa, bữa đi nó mới xanh chị hả? Dạ rồi. Đây không thấy tưởng xanh rồi. Về nghỉ xe hơi rồi. Bữa nay người ta đi chợ đông quá. Quá trời xe. Ta đi đông đâu có mua đồ vậy. Bữa nay làm việc gì hả? Ông chín tới. Ông chín rồi. Cá nào ông chín rồi. Quá trời cá nó chui ra ngoài rồi. Nước lũng rồi vậy. Mười sáu ký chưa bì nè. Con bì mấy con này đi. Cái lưới nữa chị. Ở trong này còn nhóc hết trơn nè. Để ông chưa vô nghe. Để ông chưa vô. Bì cá trong bơ đó. Bì cá trong bơ cho chị. Trời trong bơ còn nhóc hết trơn á. Nghỉ vớt luôn rồi. Là còn 16 ký đó. Trong bơ còn nhóc chứ mà làm biết chứ. Có chợ cái lưới chưa? Rồi. Cái chè này nó hơi to quá. Trời giúp em đi cô cá nhỏ lại. Hơi to quá chị ơi. Cô thích cá nhỏ. Cá này không bắt ngoại chứ không phải cá nuôi. Chị mua cá nhỏ trước đi. Khi nào hết cá nhỏ rồi chị tiếp cho nha. Nhiều à? Nhiều hả chị? 1920. 1920. Nhảy hoài nãy thì bắt cũng không. Nhiều đó. Dạ, con ủng hộ mỗi người một ít đó cô. Cô nó có đi đâu, cô bắt về mới ra bán này bữa. Đâu làm chị cho làm. Thấy hàng hóa hai cũng lại chị thả. Để lỗ cho con đừng sợ nè. Con chế con bỏ cho con coi. Khó không nha. Lỗ cho nó chạy 70.000 ký. Có nhiều đó. Đây cô đi đồng bắt luôn. Dạ, lấy con gà đi. Con gà sáng lẻ đi rồi đây trong cho đổ rộng cho nó được mấy. Đó này tính lên 2 ký tư rồi. 2 ký sáng luôn hả? 2 ký sáng luôn hả? Chị con dùm mà. Chị lỗ có 100 gram mà trừ 2 ký tư chịu không? Lại cái gỗ lên đi. Để gỗ lên lại. Cô ơi bưng hồng cá ở đây cho con xem nha. Đó. Giờ quá người nhìn tí. 70 nè. Đẹp lắm. Ở kia đâu được ha. Chị nó kia cô bá 25 nghìn thôi. Dạ. Đã 136 gram. Năm lậu rồi. Trời ơi, cái rửa đó cho rửa thải rồi không? 165. 165 thôi phải không? 168 mà chị cô lấy 165. Ừ đó. Bác cô chưa? Rồi, cô lấy rửa. Bác cô cho đó. Dạ. Dạ. Con gửi cá. Cá đó. Cái gì con? Ừ, gửi đây đi. Hay
Bỏ cái bọc cho con đi cô. Bỏ cái bọc cho con đi. Tụi con đi luôn. Dạ. Sói hả? Mạnh ghê. Rồi thôi, có con cái đuôi kìa. Rồi quá rồi. Dạ sọc 400g chưa đến nửa ký. 237.000 1 triệu
237 ngàn. Hai ốc à, túi trời bán. 263 ngàn. Hồi nhiêu? 263 ngàn. Còn nhiêu cả? Để lấy cá. 8, 9. 1 khoảng 300 mấy á. Hồi nãy có một cái khô mà ở bên ngoài bên kia kêu mình mua ốc tiếp. Ốc chín rồi không? Mà đó giờ mình ốc chín rồi không? Ốc chín chắc có. Có ốc chín nhưng mà đợi ốc chín thôi chú. Cái này chú có tiếp ốc chín giùm con được không? Ốc chín rồi đấy. Tại vì nó để nó bán đó. Nghe đây giữ nha. Thôi thôi thôi. Kìa ông chính lại kìa. Chú khiên ông chính phụ giùm con nha. Cho gửi 400 gram nè.
dữ hả bà? Cảm ơn bà. Cho gửi 400 nghe. Cho gửi ké 400 đi. Khiên ca cái cơm. Lấy ký này nữa. Lên nó quẩy ký nổi không? Đây. Người hùng của tôi đâu rồi? Từ từ em chín thôi. Cẩn thận em chín thôi. Ui cái cầu này nó dốc dữ. Hai ông chín cộng lại với mặt anh nhăn á. Hoài luôn á ta. Thấy hiền ép hoài vậy chứ nhăn dễ gì nặng thằng tôi. Ông chín đầu óc với cái gỗ giùm con thêm chứ. Chưa đây em múc nước vô cá rồi đó. Múc nước vô cá trước đi ha. Đúng rồi đó. Ê dạ. Rồi. Thấy ghê quá à. Wow. Nhăn có nhiêu ký đủ 9 tấn đâu mà. 9 tấn à? Nhăn có mấy ký đâu. Wow, nay sao có màu đen nữa anh nha. Dạ. Cái chết đen. Còn mấy con trong lưới anh vũ cho nó gót xuống cho nó sống rồi. Còn đây là con lọc, con màu cam, con trắng. Màu đen nó mạnh nữa, nghe con màu vàng. Người rớt rồi. Ủa, vụ hết rồi. Còn cái nè. Cái này nó bị sốt qua đây ra rồi nè. Tại em mặc quá. Không, mới mặc áo này là mặc chưa hết. Lên ký rồi. Những cái giò lên coi. Dạ. À, cô ơi, sáng nay thì bốn chị em đứa con nó đi chợ mua cá với tổng số tiền là 6 triệu đồng. Cô có gửi về cho chị em đứa con với số tiền là 6 triệu 400 ngàn đồng. Thì còn lại 400 ngàn đồng thì con xin phép cô gửi lại cho ông chính, công ông chính nhận chuyển và phụ tụi con chở cá nha. Chị ba gửi tiền giùm em. Dạ. À, trước khi mà thả cá thì con cũng xin phép là con được đọc bài thả cá nha. Nam mô Ta Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi cảm ứng chứng minh. Hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 13 tháng 4 năm Nhâm Dần. Nhóm thôn nữ miền Tây đại diện cho Mạnh Thường Quân là cô Sulia đi mua cá, đồng phóng sanh thả cá. Nhằm ngày đại lễ Phật Đản, con xin thành tâm cung kính dâng lên Đức Thế Tôn tấm lòng tôn kính, chân thành, thánh khiết của con vì lòng từ bi thương xót cho những sinh linh bé nhỏ đang bị mắc kẹt giữa chợ đời mà con phát tâm cứu giúp cho những sinh linh bé nhỏ này để trả về với môi trường thiên nhiên của quảng trời tự do. Nguyện cầu xin tất cả những việc làm thiện nguyện này sẽ như một đóa hoa sen trắng tinh khiết mà con thành tâm cung kính dâng lên Đức Thế Tôn, Đại Từ, Đại Bi, tôn kính thiêng liêng trong ngày đại lễ Phật Đản. Nguyện cầu xin ánh sáng thiêng liêng của Phật Đản sẽ mãi mãi luôn chiếu rọi và soi sáng trên khắp tất cả mọi nơi, cho tất cả muôn loài, vạn vật cùng nhân loại trong những cảnh giới khác sẽ mãi mãi luôn an trú trong chánh pháp, cùng thấm nhuần sự bi mẫn, thánh khiết, thiêng liêng của Đức Thế Tôn mà thoát khỏi bến mê để đến bờ và cầu nguyện vạn vật được thái bình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Chị. Thả cá chép trước. Wow. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật.
Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Bên đây hả chị? Có nào đó, bên đây đi. À. Một, hai, ba. À, cẩn thận bên chị An kìa. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Hết chưa con? Con lấy, con lấy nó nhảy ra kìa. Hi. Con lấy. Đẩy cái này lên trên đi chị. Ôi. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Đó là da. Em bỏ đất nha. Một, hai, ba. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Đúng rồi chị. Được không chưa? Rồi em chính thức chị ba nha. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ. Hết chưa chị? Dạ. Chút dở cái sạp luôn. Chút nữa nhờ ông chính dở cái sạp đi chị. Có chơi hả? Dạ. À, sáng nay thì bốn chị em tụi con rất là vui luôn khi được đại diện cho Mạnh Thường Quân là cô Sule đi thả cá nha. Thì cũng cầu chúc cho cô, cũng giống như lời chúc thì tất cả mọi vật sẽ được an bình. Kính chúc cho cô được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Tụi con chào cô, chào các bạn ạ.